Tính bảng màn hình gập đầu tiên, hồi đầu năm, Samsung đã ra mắt smartphone màn hình gập đầu tiên Galaxy Fold và dường như hãng smartphone hàng đầu thế giới đang phát triển một thiết bị màn hình gập khác. Theo Gitche China, bằng sáng chế mới đây của Samsung tiết lộ về chiếc máy tính bảng màn hình gập đầu tiên của hãng này. Bằng sáng chế này của Samsung đã được nộp lên văn phòng sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu EUIPO và cơ sở dữ liệu của văn phòng trí tuệ thế giới WIPO. Hình ảnh từ bằng sáng chế cho thấy, mẫu tablet màn hình gập kiểu vỏ sò so. Cơ chế gập về cơ bản giống như smartphone màn hình gập Motorola ra mới ra mắt gần đây. Chiếc tablet này của Samsung có chiều gập từ trên xuống dưới, tức là gập theo chiều dọc thay vì theo chiều ngang như thường thấy, giống như Galaxy Fold. Máy tính bảng màn hình gập lại có thể hoạt động như một máy tính sách tay mini. Đối tượng khách hàng Samsung nhắm đến có thể là các doanh nhân hoặc những người quyền lực. Tablet màn hình gập này có thể dễ dàng gập lại để trở thành một thiết bị nhỏ gọn, cho phép người dùng mang theo trong túi dễ dàng. Ngoài ra, Người dùng cũng có thể sử dụng nó giống như chiếc máy tính sách tay khi gập nó một nửa. Với thiết kế này, Samsung có thể đưa tính di động của máy tính bảng lên một tầm cao mới.